Vâng, em xin gửi lời chào đến toàn thể quý khách hàng cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Thế Chất với hotline tư vấn là 0947 598 859. Ngày hôm nay thì showroom của em Việt tiếp tục mang tới cho các anh chị ta tham khảo với một mẫu xe gầm cao 7 chỗ với một kiểu dáng thiết kế hiện đại và trang bị nhiều công nghệ, nhiều tính năng đến từ thương hiệu Hyundai của Hàn Quốc. Trước mặt các bác, em Việt đang có đây đó là một mẫu Hyundai Santa Fe. Chiếc xe này của em thì được sản xuất là năm 2020 và đến thời điểm bây giờ nó mới chỉ lăn bánh có hơn 6 vạn thôi. Tất cả tình trạng xe là em cam kết cho các bác còn nguyên zin nguyên bản, không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích, bao check test chính hãng toàn quốc để các anh chị ta có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của mẫu Hyundai Santa Fe này. Vậy thì ngày hôm nay với một cái mức giá chỉ có hơn 700 triệu cho một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi, nhiều công nghệ, nhiều tính năng và quan trọng nhất là chủ xe đi rất giữ gìn, cẩn thận. Con này thì của em là gốc Hải Dương, bao check test thoải mái. Vậy thì chất lượng chi tiết của chiếc xe ra sao sau quãng thời gian sử dụng thì em Việt mời quý anh chị nhà mình có thể cùng dành một chút thời gian để theo dõi cũng như đánh giá tổng thể chất lượng của chiếc Santa Fe 2020 mà em Việt đang có ở đây và xem liệu nó xứng đáng để các chị ta bỏ tiền ra sở hữu cho mình hay không, quý anh chị nhé. Đầu tiên thì các bác có thể thấy đi ngay giúp em vào cái thiết kế ở cái phần đầu xe này. Phải nói là Santa Fe ở thế hệ này thì thực sự nó có một cái kiểu dáng thiết kế rất hiện đại. Hệ thống đèn pha thì các bác có thể thấy là nó được chia ra làm 3 tầng. Phía trên này thì chúng ta có thể thấy là nó được trang bị với giải đèn LED định vị ban ngày. Còn hệ thống đèn pha chính thì đặc biệt là đã được chủ nhân cũ nâng cấp lên cho các bác thành hai bóng đèn bi siêu sáng rồi. Ánh màu xanh nhìn rất đẹp mắt đúng không ạ? Còn phần đèn gầm phía dưới thì đây các bác có thể thấy là được trang bị với bóng đèn halogen. Và một chiếc xe nó không đâm đụng, không va chạm thì các bác có thể quan sát giùm em những cái chi tiết viền xung quanh đèn của nó này. Đấy, các bác thấy rất liền là đúng không ạ? Thì dưới lại cũng vậy nhá. Hay là những đường mép thân xe phần cản trước các bác nhìn giùm em này. Đấy, nó phải thẳng tăm tắp như này. Đấy, hoặc là các bác chúng ta có thể để ý với những cái chi tiết ở trên capo với cả phần mặt cản ca lăng này. Cái lớp gioăng của nó rất là liền là đúng không ạ? Phải nói là một cái thiết kế thực sự là nhìn rất đẹp. Đấy, và máy em đang để nổ, nhưng các bác có thể thấy là động cơ nổ thì cực kỳ êm ái. Đó là cái phần đầu của chiếc Hyundai Santa Fe nhá. Đây em quay cho bác chúng ta với đèn pha bên phía lái của nó này. Đấy, để các chị ta có thể thấy được cái chất lượng của chiếc xe này. Đấy, xe mà gốc Hải Dương ấy, thì các bác thấy là một cái vùng miền mà điều kiện đường xá tốt. Cái thứ hai là không có vùng nước mặn. Đấy, cái thứ ba là các bác có thể thấy là đi ít khi bị ngập nước. Nên là chúng ta mua những xe gốc Hải Dương như này thì các chị ta thực sự hoàn toàn là yên tâm về chất lượng. Con này của em thì được trang bị với một bộ la răng phay kích thước là 19 inch. Bốn phanh đĩa đều hỗ trợ ABS và lốp láp của nó thì gai còn khá là dày, chị nhìn cho em này. Đó, gai cực kỳ dày luôn nhá. Và đây ạ, ngoài ra thì chúng ta có cho em là xi nhan tích hợp trên gương, thiết kế gương chiếu hậu rất đẹp mắt. Đấy, những đường mép giữa thân xe và phần cánh cửa các chị nhìn cho em này. Rất là ok về chất lượng luôn này. Đó, và các bác có thể quan sát tổng thể cái phần ngoại hình của mẫu Hyundai Santa Fe đời 2020 nhá. Là một trong những cái dòng xe gầm cao 7 chỗ phù hợp để các anh chúng ta đi gia đình. Đúng không ạ? Và trang bị rất nhiều công nghệ, nhiều tính năng. Có cả bậc cửa lên xuống rồi. Đấy, form dáng hiện đại, trẻ trung. Đấy, nhiều công nghệ, nhiều tính năng. Toàn bộ viền chân kính thì các bác có thể thấy là đều nẹp chrome. Đúng không ạ? Tiếp tục phần đuôi phía sau thì các chị chúng ta có thể thấy là Santa Fe ở thế hệ này thì được trang bị với một cái đuôi gió cỡ lớn này, tích hợp đèn phanh trên cao và có gạt mưa cho kính phía sau. Đấy, con này thì em quay gần nhé, thì các chị chúng ta có thể thấy được cái chất lượng của nó này. Đấy, phần đèn hậu phía sau các bác cũng nhìn cho em. Đấy, không một vết xước luôn. Đấy, xe cực đẹp luôn các bác này. Đây ạ, đấy, những đường mép các anh chị nhìn xem, kể cả cái chi tiết nhựa ở vòng cua lốp và thân xe các bác có thể thấy đây, cực kỳ là liền lạc. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe này của em thì nó được trang bị là ăn khoảng 8,65 lít xăng thôi. Trong 100 km hỗn hợp của đường ngoài đô thị, xe ăn có 6,81 lít xăng, không quá nhiều với một chiếc xe gầm cao 7 chỗ như này đúng không ạ? Phía sau thì các bác chúng ta sẽ có cho em đó là cảm biến cảnh báo va chạm này. Cái phần đèn xi nhan thì ở thế hệ này thì nó sẽ chuyển xuống phía dưới này nhá. Đèn xi nhan này. Đấy, và đèn phanh nó ở phía dưới này. Được chưa ạ? Đó, một cái form dáng, một cái ngoại hình có thể nói là không chê được. Có thể nói là với những ai mà đi gia đình thì Santa Fe thực sự là vẫn luôn là một cái lựa chọn. Xe được trang bị cốp đóng mở điện. Đây, đây là trong trường hợp chúng ta không sử dụng đến cái hàng ghế thứ ba thì các bác có thể gập phẳng lại như này. Thì chúng ta sẽ có một cái khoang cốp siêu rộng để các chúng ta thể tha hồ để đồ, vali, để chuyên đi của mình. Và độ zin của xe các chị nhìn cho em này, những cái vệt đinh tán của nó này. Đấy, từng con ốc của nó nhá. Nguyên zin nguyên bản hai bên này, các bác cứ kiểm tra cho em hai bên để chúng ta có thể thấy độ zin của xe. Xe thì các bác thấy là cái lòng vè cốp của nó, chủ nhân người ta đi cũng rất là giữ gìn đúng không ạ? Nó không để lại nhiều về sức sát. Đấy, đặc biệt là các chị chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ ba luôn này. Đấy, chỉnh tốc độ gió nhá. Ở đây thì chúng ta có thể gập cái hàng ghế thứ hai thông qua một nút bấm. Đấy, các bác thể bấm hai nút này nó sẽ gập cái hàng ghế thứ hai phẳng lên. Đấy, toàn bộ chân thì nỉ chúng ta màu ghi xám này, rất mới luôn, gần như không vết bám bẩn.
Được chưa ạ? Phía dưới này các chị thể thấy là chúng ta cũng sẽ có cho em cái hộp để đồ này. Đấy, các chi tiết nguyên bản hết đây. Đó, nguyên bản hết nhé. Quá ok luôn. Đấy, cốp đóng mở điện, rất nhiều tính năng công nghệ trên cái mẫu Hyundai Santa Fe này. Đó, rất êm ái nhá, rất mới luôn. Và tổng thể ngoại tất của xe thì gần như là các bác có thể thấy là về cái chúng ta cũng không cần phải sơn si bắn tỉa gì luôn. Đấy, xe phải nói là còn rất đẹp này. Các anh chị nhìn em cái la răng của nó này, cũng không một vết xước luôn nhá, không một vết xước luôn. Đây ạ. Đấy, cái chi tiết nhựa các bác nhìn cho em này, nó rất liền làng, không có những cái vết sơn phủ hay là gò nắn hay là vỡ ở đây. Nó cực kỳ là ok luôn. Nói chung là con này thì các bác cứ bao test thoải mái để các chị ta có thể là hoàn toàn yên tâm về chất lượng của mẫu Hyundai Santa Fe này. Với cái bản xăng này thì các bác có thể thấy là nó mang tới chúng ta với khả năng vận hành êm, máy nổ êm ái hơn so với động cơ máy dầu. Và mức tiêu thụ nhiên liệu thì các bác thấy là cũng không quá nhiều với một chiếc xe 7 chỗ, đúng không ạ? Vậy thì đó là cái phần ngoại thất của chiếc Santa Fe. Còn bây giờ thì em Việt sẽ quay tiếp cho chúng ta với cái khoang động cơ để, và phần nội thất trước, trước khi chúng ta kiểm tra được khoang động cơ của mẫu xe này. Vâng, về không gian nội thất bên trong của chiếc xe thì các bác có thể thấy là thực sự Santa Fe ở thế hệ này nó cũng mang tới chúng ta với một cái phần nội thất cực kỳ hiện đại và trẻ trung. Dù là bản tiêu chuẩn thôi nhưng mà các bác có thể thấy là xe được trang bị chúng ta với rất là nhiều tính năng này. Đấy, vô lăng thì có nghe thoại rảnh tay, bên này có ga tự động cruise control này, lẫy chuyển số thể thao nhá. Đấy, con này thì đây cân bằng từ chống trơn chống trượt. Đấy, cốp đóng mở điện nhá, xe là bảo dưỡng khá ok luôn này, bảo dưỡng này rất định kỳ này. Con này thì các bác có thể thấy là công tơ mét của nó thì đang dừng mức là 6.1. Ở đây thì chúng ta có một cái màn hình giải trí tích hợp cam lùi, được chưa ạ? Hệ thống điều hòa của xe thì nó vẫn được trang bị cho các bác chúng ta với hai vùng độc lập. Đấy, ngoài ra thì khu vực cần số thì các chị có thể thấy được bọc da cao cấp này. Đấy, ba chế độ lái nhá, cảm biến cảnh báo va chạm và hỗ trợ đổ đèo. Đấy, rất ok luôn. Các chi tiết khóe vô lăng các bác nhìn xem nó còn mới chưa? Đấy. Đây ạ, các chi tiết phần trần này các anh chị nhìn xem này. Không tì vết nhá. Ghế thì đây, các bác có thể thấy là ghế thì được trang bị ghế da màu đen. Và cái form ghế của nó thiết kế rất đẹp mắt. Ở trên này chúng ta có các chi tiết họ làm hình quả chám này. Đấy, ở giữa đục lỗ thông hơi nhá. Đó, và đây ạ, một chiếc xe nó chạy ít thì các bác có thể nhìn xem cái má ghế của nó này. Đấy, không xuất hiện nhiều vết nhăn, không bị xẹp. Đấy, căng phồng luôn. Đấy, phiên bản này nó sẽ được trang bị chúng ta với ghế lái là ghế chỉnh điện. Được chưa ạ? Đấy, từng con ốc các bác nhìn xem này. Đấy, chốt khóa nhá, năm sản xuất 2020. Đấy, tem mác đầy đủ hết luôn. Đó, bao zin hết nhá. Khu vực bản tapin cửa các bác có thể thấy là họ thiết kế cũng rất hiện đại với cái loa của nó, các bác có thể thấy thiết kế nổi 3D này. Đấy, ở đây khu vực bậc tì tay được bọc da và may chỉ. Các chi tiết họ sử dụng thêm cái vân này để trang trí này, và tay lắm cửa. Đấy, các chi tiết bản lề đây, các bác có thể quan sát giùm em. Đấy, tablo các bác thấy là cũng rất đẹp nhá. Thiết kế dạng 3D này. Đấy, và bọc da và may chỉ. Đấy, cửa gió điều hòa. Phải nói là cực kỳ ok đúng không ạ? Vâng, có lẽ là bây giờ chiếc xe này nó chỉ còn rẻ như là những cái dòng xe 5 chỗ thôi, nhưng mà phải nói là vẫn luôn là một cái lựa chọn hàng đầu. Với hàng ghế thứ 3 thì các anh chị thứ hai thì các chị chúng ta có thể thấy là cái không gian hàng ghế sau của nó thì rất là rộng, thoải mái, các anh chị chúng ta ngồi được 3 người lớn, đúng không ạ? Đấy, chất lượng ghế da anh chị nhìn cho em này. Đấy, còn đẹp long lanh luôn nhá. Phía sau này chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa và cổng cắm sạc, hai cổng cắm sạc ở phía dưới đây. Đó, rất ok này, phần trần này. Đó, quan trọng là các chi tiết bản lề thì các anh chị chúng ta thể quan sát giúp em, nó còn nguyên zin nguyên bản. Nguyên zin nguyên bản anh chị nhá. Đây, các anh chị có thể thấy là cái phần nội thất tapi cánh cửa của nó này, cực kỳ đẹp. Đúng không ạ? Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Bên này các chị chúng ta có thể là quan sát luôn cho em này. Đấy, xe rất ok nhá. Nguyên zin nguyên bản. Nguyên zin nguyên bản. Đấy, nội thất của nó đẹp chưa này. Đấy, 7 chỗ gầm cao rộng rãi, giá có hơn 700 thôi. Nhưng mà nói chung là chiếc xe này thực sự là vẫn mang đến cho chúng ta với không gian nội thất rộng rãi, trang bị nhiều công nghệ, nhiều tính năng và đi rất lành, bền, lành. Đấy, form dáng lại đẹp. Đấy, các bác nhìn cho em chi tiết của nó này. Đấy, zin hết nhá. Con này thì các bác cứ check test thoải mái để các chị có thể yên tâm. Ghế phụ của nó thì đây các bác nhìn cho em này, cũng còn rất ok, đúng không ạ? Và vậy thì đó là cái phần nội thất của chiếc Santa Fe. Còn bây giờ thì em Việt sẽ quay tiếp cho các chị ta về khoang động cơ để các chị ta đánh giá cái tình trạng chi tiết chiếc xe ra sao sau quãng thời gian sử dụng. Vâng, vậy thì tiếp tục với khoang động cơ thì chiếc xe này nó được trang bị với khối động cơ máy xăng 2.4 GDI. Đấy, con này là bao zin toàn tập các anh chị nhé. Các bác nhìn cho em từng con ốc của nó này. Đấy, tất cả còn nguyên vạch sơn nhé. Cái thứ hai là từng con ốc này, các bác thấy không có một vết vặn. Máy nổ cực êm luôn. Đây. Đấy, các anh chị nhìn cho em nhé. Bao zin nguyên bản toàn tập cho các anh chị. Đấy, các bác có thể là đem đi check test thoải mái. Ốc cabo không có vết vặn luôn này. Đấy, máy đổ rất êm từ cái nỉ cái gầm, các bác thể thấy là cũng còn nguyên bản luôn. Đó, như này thì anh chị đã cảm thấy là yên tâm chưa này? Đây, máy của nó đây. Đấy, rất ok nhá. Xe mới rửa qua nước lã thôi, chưa làm gì cả. Đấy, các bác mua con này về thì chỉ việc đi thôi.
Vâng, và thì trên đây là chất lượng chi tiết của mẫu Hyundai Santa Fe phiên bản động cơ máy xăng 2.4 2020 mà em Việt mới về, và giá tiền hiện tại em đang chào bán cho mẫu xe này là 760 triệu và còn có thể thương lượng được. Cho anh chị nào quan tâm thiện chí thì trực tiếp nhấc máy và liên hệ cho em theo số hotline 0947598859 để em hỗ trợ và tư vấn cho các bác chúng ta cụ thể về các cái thủ tục mua bán sang tên đối chủ với chiếc Santa Fe này. Một lần nữa thì rất là cảm ơn quý chị em mình đã cùng dành chút thời gian theo dõi. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ và nhớ nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm chất lượng mới về hàng ngày tại kênh YouTube Việt Xe Chất các anh chị nhà mình nhé.